Rồi, xin kính chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở cầu Chà Già, quận 5 qua quận 8 Sài Gòn, trưa ngày 25 tháng 1 năm 2018. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị, mưa lâm râm. Nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C, bên phải gì là kinh Tàu Hủ nè. Bên phải phía dưới là bến Bình Đông đó gì. Sớm tuổi thì xe một vòng cuộc sống Sài Gòn mỗi ngày. Qua cầu Chà Già ấy vậy. Quẹo phải đi đường Võ Văn Kiệt, còn gọi là đại lộ Đông Tây, nối từ Bình Chánh đi qua quận 2, xuyên qua đường hầm Thủ Thiêm, vượt sông Sài Gòn. Bên phải gì là kinh Tàu Hủ nè. Bên đây là quận 5, bên phải là quận 8 gì. Thank you.
cái đi đi phía dưới cầu Nguyễn Tri Phương. Đây là đường An Bình, bên phải quý vị là bệnh viện An Bình. Rồi, bên phải đây đường Trần Phú vậy. Đây ngã tư với đường Nguyễn Trãi. Thank you. Hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Goodbye.